Thời gian gần đây tại gần 70 hộ dân tại khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh liên tục bị đàn khỉ quấy phá. Trước tình hình này thì lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ bắn thuốc mê đàn khỉ rừng sau đó sẽ thả về rừng. Ủy ban nhân dân quận 12 cho biết kế hoạch di rời đàn khỉ sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày 15 tháng 1 tới đây. Theo phương án được đưa ra, cơ quan chức năng sẽ dùng súng hoặc ống thổi tiêu bắn thuốc xoletin, thuốc gây mê trong thú y để bắt đàn khỉ. Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đàn khỉ sẽ được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc khỏe mạnh trước khi thả về rừng. Gần một năm qua, gần 70 hộ dân tại khu phố 6 phường Thạnh Xuân bị gần chục con khỉ liên tục quấy phá vào nhà trộm đồ ăn. Nhiều con đu dây điện hạ thế trèo lên mái tôn, phá nhiều chậu cây, quần áo trên ban công. Nguồn gốc của các con khỉ này được cho là từ cặp khỉ đực và cái của người dân nuôi bị sổng chuồng. Sau nhiều năm sống trong khu vực có nhiều cây lớn ở gần khu dân cư, chúng sinh thêm nhiều con.